Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, Bến Tre đã thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, cùng với việc mở cửa trở lại đón khách du lịch. Ngành du lịch tỉnh Bến Tre đạt được nhiều kết quả khả quan trong những tháng đầu năm 2022, mang đến niềm vui, phấn khởi và nhiều hy vọng về một sự phát triển tươi mới hơn của du lịch vùng xanh xứ Dừa trong tình hình mới. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, phát biểu tại chương trình Bàn tròn cà phê doanh nghiệp du lịch lần thứ 5 năm 2022, thì để du lịch vùng xanh xứ Dừa thích ứng trong tình hình mới, ngành du lịch tỉnh cần chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch mới, nâng chất cơ sở hoạt động, đào tạo nhân sự, liên kết vùng trong hoạt động du lịch, nhất là phát huy có hiệu quả ứng dụng du lịch Bến Tre trong hoạt động du lịch. Thời gian qua, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc hưởng ứng các hoạt động và chủ trương của tỉnh, nâng chất hoạt động, góp phần phát triển du lịch xứ Dừa. Để thu hút được lượng khách về tham quan xứ Dừa Bến Tre thì trước mắt là chúng tôi phát triển cái tour du lịch vùng xanh xứ Dừa thành một cái tour trọng điểm của công ty mình. Bám vào những cái nội dung đã định hướng của cơ quan quản lý nhà nước để mà chúng tôi xây dựng cái tour vùng xanh là cái tour chủ đạo để khách về Bến Tre. Về những cái đặc điểm nổi bật của cái tour này thì chúng tôi đang xây dựng, đó là thứ nhất là chúng tôi xây dựng như đúng tên gọi là vùng xanh, tức là phải hướng về thiên nhiên ở ngoài trời nhiều hơn, tức là tìm hiểu khám phá những cái nét đơn sơ mộc mạc chân chất mà bằng cái nguồn tài nguyên bản địa của xứ Dừa Bến Tre, đó là những con sông, con rạch, những cái vườn dừa, những cái vườn cây ăn trái trĩu quả, những cái đồng lúa, những đồng ruộng. Đấy, thì chúng tôi phát triển với một cái tính chất là xanh. Chúng tôi thứ hai là tôi xây dựng những cái điểm đến. Những cái điểm đến thì như trước kia thì nó rất là sung túc vì có lượng khách đến tham quan nhiều, nhưng sau 2 năm thì những cái điểm đến hầu như nó vắng lặng và nó có vẻ như là nó không có đủ tiêu chuẩn để mà phục vụ khách du lịch. Thì hiện nay chúng tôi đến từng cửa, gõ từng nhà, vận động người dân cùng với công ty, cùng với những cái doanh nghiệp du lịch là mở cửa, dọn dẹp sạch sẽ, có thể nói như thế, và trang bị cho họ một số kiến thức về cái phục vụ khách du lịch. Suốt một thời gian dài thì không đón khách thì các cơ sở hạ tầng ở hôm thì cũng xuống cấp, nên hiện tại thì bên mình cũng nâng cấp các cơ sở lại, các phòng lưu trú thì mở thêm những cái phòng mới, xây dựng thêm những cái phòng mới để tạo ra những cái sản phẩm mới để phục vụ khách du lịch. Chương trình hoạt động du lịch vùng xanh xứ Dừa trên địa bàn tỉnh đạt một số kết quả đáng ghi nhận, cho thấy sự khởi sắc của du lịch trong tình hình mới. Quý 1 năm 2022, du lịch Bến Tre đã đón hơn 205.000 lượt khách, tăng 46% so với cùng kỳ. Trong đó trên 2.500 khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch đạt trên 226 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, để du lịch xanh xứ Dừa tiếp tục được phục hồi và phát triển trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành du lịch Bến Tre đã và đang nỗ lực hết mình để xây dựng một điểm đến thân thiện, chất lượng, an toàn. Các đơn vị tích cực đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, xúc tiến thương mại, liên kết, hợp tác, đồng thời ứng dụng công nghệ 4.0 để xây dựng du lịch thông minh, mang đến một trải nghiệm toàn diện về bức tranh du lịch xứ Dừa trên không gian mạng, giới thiệu rộng rãi đến bạn bè trong nước và quốc tế. Cái việc ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông quảng bá thì hiện nay có thể nói là đây là một cái việc sống còn của doanh nghiệp rất là quan trọng. Vì thời đại của công nghệ số, thời đại 4.0 thì hầu hết khách du lịch người ta tìm hiểu thông tin các cái sản phẩm về tour, tuyến, điểm đến, nhà hàng, khách sạn bằng online trên cái ứng dụng, bằng những cái ứng dụng công nghệ thông tin. Cho nên cũng nắm bắt xu thế đó thì công ty chúng tôi cũng hướng về quảng bá về cái hình ảnh, về cái đường tour của công ty mình qua cái ứng dụng công nghệ thông tin. Ở đây nó có thể hiện một vài cái ý, chẳng hạn như là chúng tôi phát triển cái fanpage của mình, cái website của mình chuyên nghiệp hơn, đầy đủ nội dung hơn và hướng tới cái đối tượng người ta dễ tìm hiểu, dễ nhìn và dễ hiểu. Và cái vấn đề nữa là ứng dụng công nghệ thông tin, đó là chúng tôi xây dựng cái đội ngũ có chuyên môn kỹ thuật, tức là những cái bạn mà học về công nghệ thông tin cao, có đam mê sáng tạo để tìm tòi, đặt từ khóa về cái hạt tour vùng xanh xứ Dừa chẳng hạn, các bạn sẽ đặt như thế nào để mà khách khi mà lướt web hoặc là tìm hiểu thì có thể tìm ra được đây là Bến Tre là cái điểm đến xanh. Hiện tại thì
bên mình thì ứng dụng các cái mạng xã hội, ví dụ như Facebook, Zalo, YouTube để truyền thông những cái sản phẩm của mình. Ngày nay trong nhịp sống hiện đại, áp lực công việc, lo toan, căng thẳng hay những tháng ngày ngột ngạt, tách biệt với xã hội vì dịch bệnh, du lịch dùng xanh xứ Dừa với một hướng đi bền vững thích ứng an toàn theo hướng hậu Covid-19 sẽ là một lựa chọn phù hợp, làm hài lòng du khách khi quyết định hành trình trải nghiệm khám phá vùng đất Bến Tre.